Này tên kia, cho ta ăn mau. Có món gì cũng có trên siêu thị trực tuyến. Ta thích cậu rồi đó, ta sẽ ký hợp đồng với cậu. Chất nhơn ma quái ư? Chủ nhân của Sui. Này, đồ ăn xong rồi đây. Tuyệt vời. Chuyển sinh sang thế giới khác cũng không đến nỗi tệ, bởi càng nhiều thử thách càng khao khát chinh phục. Nấu ăn tại dị giới với kỹ năng bá đạo. Phát sóng từ ngày 17 tháng 4 trên Animax.